Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Gaming và có rất nhiều anh em đã PM mình. Đấy, kêu là làm một quả thử thách, nó phải gọi là đỉnh của chop, chop của đỉnh luôn. Đấy, đó chính là thử thách tanh bo trong OB35, bởi vì OB35 này sẽ là phiên bản tanh bo nha anh em nhá. OB35 sẽ là phiên bản để dành cho những người chơi thích tanh bo. Đấy, khẳng định anh em như vậy luôn. Đầu tiên ấy, chúng ta sẽ có đó là cái con nhân vật mới, con Bieber. Đấy, con Justin Bieber. Thế con G Bieber này nó sẽ có đó là cái kỹ năng Silent Sentinel, tức là kỹ năng khiên EP. Các bạn khi mà bị chịu sát thương thì một phần 15% sát thương sẽ được trừ vào EP. Đấy, tức là trừ vào máu nấm. Quá là ngon luôn, quá ngon độ bắn son. Và sát thương vòng bo cũng bị trừ đi bằng cái này. Tức là chúng ta sẽ giảm được 15% sát thương vòng bo với cả cái kỹ năng EP này. Ok chưa? Đấy, 15% sát thương phải nhận thì cũng được trừ về EP. Đấy, tiếp theo thì chúng ta sẽ mang thêm kỹ năng con K. Thì con nhân vật K này của chúng ta thì cũng sẽ được chỉnh sửa đến phiên bản này. Không biết là được tăng hay giảm sức mạnh, tại chưa biết. Nhưng mà con này khả năng cao là lại được tăng thêm sức mạnh, bởi vì đây là phiên bản tanh bo, đây là phiên bản sinh ra để tanh bo nha anh em nhá. Và chưa kể là bên Ana Free Fire họ còn cung cấp thêm cho chúng ta những công cụ tanh bo cực kỳ hay luôn. Đấy, ok. Đấy, nhưng mà từ từ đã, tôi phải lấy anh For đã. Đấy, không anh For là dở rồi. Đấy, chắc chắn nó phải có anh For, không anh For là dở ngay. Đấy, không anh For thì buồn lắm luôn. Đấy, ok, từ từ nha, tôi phải nâng cấp anh For đã. Rồi, nâng cấp thêm anh For, gọi là hết nước chấm. Đấy, và thêm anh For nào, thêm anh For giảm 24% sát thương, không phải ít đâu. Đấy, 24% sát thương vòng điện, tại vì bây giờ vòng điện nó làm một cái điều gì đấy nó rất dã man nha anh em nhá. Đấy, vòng điện bây giờ nó làm một cái điều gì đấy nó rất là dã man luôn. Đấy, vòng điện bây giờ nó cực kỳ kinh khủng, nó cực kỳ căng đét và khét là lẹt luôn. Đấy, thế nên là bây giờ chúng ta cũng sẽ cần phải gọi là có cái chúng ta sẽ phải có cái anh For để mà tanh được bo. Đấy, nhưng mà mỗi tội là trong bản test này chưa có thằng Ma Văn Sim anh em ạ. Đấy, trong phiên bản test này chưa có thằng Ma Văn Sim. Đấy, hơi khổ tí. Đấy, chưa có thằng Ma Sim, thế nên là chúng ta lại hơi mệt trong cái vấn đề gọi là hồi máu. Đấy, cần phải hồi máu nhanh. Đấy, từ từ. Ôi, này xin nhẹ cái đầu. Đấy, anh em thấy khẩu Bizon mới ghê không? Khẩu PP19 mới gọi là căng đét luôn. Thì ở đây mình đang mang theo kỹ năng của con cú. Đấy, đáng lẽ nếu mà có thêm con Otero hay là mấy con pet tanh bo nữa thì lại càng ngon. Ví dụ như là cái con mang thêm mấy con gì nhỉ? Con Muni ấy là ngon nhất. Con đấy giảm sát thương khi mà chúng ta đang đứng bơm máu. Đấy, loại hay như thế cơ. Nhưng mà thôi. Đấy, đây tôi sẽ test sương sương thôi. Còn đến khi nào mà ra mắt phiên bản chính thức thì tôi sẽ có cái video test full cho anh em xem. Đấy, ok. Ở trong phiên bản này ấy, thì các cái hòm chiến tranh ấy, các cái dương chiến tranh nó sẽ có 3 cấp độ. Đấy, cấp 1, 2, 3. Và trong cái hòm cấp 2 đổ lên ấy, nó sẽ có cho chúng ta đó là một cái vật phẩm, đó là cái bình máu tối đa. Đấy, bình máu mà chúng ta hồi một phát có thể đầy luôn được cả bình. Đấy, bây giờ mình phải đi tìm cái bình máu đây đã. Ok. Đấy, nhưng mà muốn lấy được cái đấy phải có xu anh em ạ. Đấy, quan trọng nhất là phải có xu. Quan trọng nhất là phải có xu, không có xu thì toang. Ở trong phiên bản này ấy, thì cái máy bán hàng ấy, chúng ta sẽ có thêm mấy cái đồ free. Đấy, ví dụ mặt nạ cứu thương, chúng ta có thể lấy hai cái mặt nạ cứu thương free từ máy bán hàng, hay là súng hồi máu, hay là mini Uzi thì cũng sẽ đều được free từ máy bán hàng nha anh em nhá. Đấy, được free máy bán hàng nó phải gọi là quá ngon đồ bán son luôn. Đấy, đâu rồi? Đây rồi, đôi giày. Đấy, đây rồi, đôi giày. Đấy, ngon ngay, phải nói là quá ngon luôn. Ui xùi, đồ đạc đi một lúc rồi, đồ quý nhỉ. Mà bản này xu rất là ít nhá, xu đã bị giảm thiểu rất là nhiều. Bây giờ muốn có nhiều xu thì phải đi đào kho báu. Đấy, không đào kho báu thì có cái nịt thôi. Đấy, không đào báu khẳng định với anh em là xu bây giờ rất hiếm. Xu hiếm hơn phiên bản trước rất là nhiều. Đấy, ui trời này, sợ quá. Không biết là mấy thằng địch có loanh quanh đây hay không. Đấy, ui, đồ súng quý thế nhỉ. Vâng, súng khá là quỳ mía, quỳ bắp anh em ạ. Vâng, súng cực kỳ quỳ mía, quỳ bắp luôn. Đấy, bây giờ tôi sẽ lên cổng trời. Thì bên trên cổng trời chắc chắn là sẽ có một cái dương chiến tranh. Thì mấy cái dương chiến tranh ở trong phiên bản này ấy, thì nó cũng sẽ được thay đổi vị trí một chút. Tức là những cái chỗ cũ mà trước đây có dương chiến tranh, bây giờ nó sẽ thay đổi, nó nhảy qua chỗ khác. Đấy, mình không biết là nó nhảy qua chỗ khác hay là nó random. Đấy, thì cái này chưa rõ nữa. Đấy, nhưng mà mình vẫn đang đi tìm anh em ạ. Và vẫn đang đi tìm xem. Nhưng mà chắc là phải chạy lên cổng trời rồi. Đấy, chạy
chạy lên cổng trời xem là cái dương chiến tranh nó nằm ở đâu để tìm mấy cái bình máu full đấy, bình máu gọi là một phát hồi một phát đầy ự bình máu luôn. Anh em thấy nghe sướng không? Nghe là thấy sướng rồi, và nghe là thấy sướng hết cả cái con người rồi anh em ạ. Nghe là thấy gọi là đỉnh của chóp, chóp của đính rồi anh em ạ. Đấy, ui xôi đè, đồng minh trong khoảng cách 12m có thể chặn 15 sát thương EP, tức là bao gồm cả mình luôn. Đấy, bao gồm cả mình luôn. Bây giờ tôi 250 EP, quá phê đội bắn dê. Đấy, và cần nếu mà mang thêm con pet Otero ấy, tức là vừa bơm máu lại vừa tăng thêm EP nữa thì đỉnh của chóp luôn. Đấy, đỉnh của chóp luôn. Ôi có người này. Vâng, có người này. Ôi ui ơi, hai người vào đầu. Ui xôi, đặt keo làm cái gì? Kiểu gì bạn được trade? Đấy, kiểu gì bạn được trade? Bạn gặp tôi bạn sống kiểu gì ạ? À? Bạn gặp tôi bạn sống kiểu gì? Đấy, bạn gặp tôi kiểu gì bạn chào toang, xin nhẹ bạn cái đầu. Trời ơi, và một viên vào đầu. Đấy, anh em thấy à? Đấy, tôi được tăng EP, tôi được tăng cả cái giáp luôn. Quá đỉnh, đỉnh của chóp, chóp của đính. Đấy, tôi được tăng thêm EP, tăng thêm cả cái giáp luôn. Đấy, quá phê luôn. Đấy, đây ai? Đây, tôi cho anh em xem nhá. Đấy, đây, đấy, đấy. Siêu túi cứu thương. Đấy, siêu túi cứu thương, tức là hồi một phát đầy ự bình máu luôn. Hồi một phát đầy 100% bình máu. Đấy, đây là cái cấp 1 từ cái cấp đấy. Anh em nhìn thấy không? Đấy, tôi có cái, đấy, cái bình cứu thương mới này. Đấy, hồi một phát đầy 100% lượng máu luôn. Quá đỉnh. Đấy, đỉnh của chóp, chóp của đỉnh luôn. Bình máu này nó gọi là bình máu siêu cấp anh em ạ. Và bình máu siêu cấp luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, bình máu siêu cấp nha anh em nhá. Bình máu này thì hồi một phát đầy 100% máu luôn. Quá phê đội bán dê. Đấy, quá phê đội bán dê mà lại quá dê đội bán phê. Nó gọi là căng đét và khá là lẹt luôn. Nó gọi là đỉnh của chóp mà gọi là chóp của đính luôn. Đấy, anh em thấy sướng không? Đấy, ok, mình sẽ phải đợi một lúc để cái hộp cấp 1 này nó nâng lên cấp 2 để mình xem trong hộp cấp 2 nó sẽ có cái gì. Nói chung là hộp cấp 2 ấy thì hên nhất là anh em có thể lấy được 2.000 xu. Đấy, xịn nhất thì là 2.000 xu, còn cùi nhất thì nói chung là nó cũng tùy. Đấy, cùi nhất thì nó cũng tùy, nói chung là nó sẽ tùy theo cái độ hên của anh em. Đấy, đây là nâng cấp này. Đấy, nâng cấp đấy, lại thêm một siêu túi cứu thương nữa này anh em. Đấy, nếu mà muốn lấy hết thì mất 300, còn nếu mà muốn gọi là làm mới, tức là làm mới nó thay đổi cái đồ ở bên trong nó thì chúng ta refresh thì mất 100 xu, còn lấy hết tất cả đồ này mất 300 xu. Đấy, nói chung là cái gì bây giờ mất tiền hết, không có cái gì là miễn phí cả. Đừng có nghĩ lút phát được đồ miễn phí luôn, có cái nịt nhá, còn lâu mới được miễn phí. Và lửa không bao giờ miễn phí luôn. Lửa này phải mất tiền anh em ạ. Từ từ tôi phải chỉnh nút tí đã. Đấy, từ nãy giờ cứ phải bấm cái ba lô đấy. Anh em thấy chưa, siêu túi cứu thương này. Đấy, siêu túi cứu thương hồi đầy máu của bạn trong một lần dùng. Tức là cái này mà lôi ra để tanh bo ấy thì nó phải đỉnh của chóp luôn. Thì khi mà chúng ta mất máu ấy thì cái khi mà chúng ta dùng bình máu ấy thì con nhân vật của chúng ta nó sẽ ưu tiên là dùng bình máu cùi trước. Đấy, sau đó thì dùng hết bình máu cùi nó mới dùng đến bình máu xịn. Ok. Ôi con hàng. Ok, làm gì đây bạn ơi? Ăn nấm à? Ăn nấm làm cái gì? Bạn điều gì chả chết? Ăn nấm với chúng tôi nè, năm ngày. Ok, và nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của Riaki mình, chắc chắn bạn sẽ phải biết đến Riaki Store, nơi bán phụ kiện tai nghe gaming dành cho game thủ. Nếu anh em đang có nhu cầu mua tai nghe, mua các loại phụ kiện thoại, đừng quên ghé qua đó. Riaki Store đây đã bán rất nhiều các mẫu tai nghe giảm giá từ 30% cho đến 50%. Bên cạnh đó thì khi mua một tai nghe, anh em sẽ có thể được mua kèm những cái phụ kiện với giá siêu rẻ, và bên cạnh đó chúng ta được tặng voucher lên tới 100k khi mà mua khi mà ấn theo dõi shop lần đầu tiên. Đấy, đường link tham khảo đó Shopee Realty Store HN, Realty Store HCM nhá. Ok, trở lại với cả vụ tanh bo. Đấy, thì tôi cũng đã chui vào đến bo cuối cùng rồi. Đấy, đây hòm level 3 đây, tôi cho anh em hòm level 3 đấy. Hòm level 3 thì nói chung là nó cũng hên xui lắm. Đấy, hòm level 3 hay hòm level 2, level 3 nó cũng hên xui lắm. Đấy, thế nên là không phải lúc nào mà hòm level 3 cũng là đồ xịn hơn hòm level 2 đâu. Nhưng mà cái xác suất mà nó ra đồ xịn nó rất là cao, thậm chí là theo một số bạn nói là có thể có cả Groza X hay là M87X nữa. Và thế thì nó lại căng. Đấy, nhưng mà từ từ tôi phải đi tanh bo đã. Có một thanh niên đang bắn vu vơ ở bên ngoài. Đây là bo 5 nha anh em nhá. Đây là bo 5. Đấy, bây giờ mình sẽ ra mình test đam bo 5 cho anh em xem. Bo 5 này là rất đau rồi. Bo 5 này là cực kỳ đau rồi. Đấy, bo 5 thu vào rồi. Đấy, bo đang thu vào. Đấy, bo này mình đang mất 4 máu một giây, 8 máu một giây. Và các bạn thấy là cái EP của mình nó bị tụt bởi vì nó phải dùng cái khiên để nó đỡ bớt đi sát thương cho mình. Đấy, ui tụt ui tụt kìa. Và ui tụt sợ đấy nhỉ. Và tí chết ạ. Và đây chúng ta sẽ nó sẽ dùng cái bình máu bình thường trước.
Đấy, nhân vật chúng ta nó dùng bình máu thường trước, trước khi mà nó dùng bình máu trước khi mà nó dùng bình máu to. Đấy, anh em thấy kinh không? Mà hy vọng thằng kia nó không ra là bắn tôi. Đây, tôi đã một test cho anh em bo 6 nhá. Bo 6 này, ui, căng đét luôn. Ui, đau thật sự đấy. Mà đứng ngoài bo này càng lâu thì đam nó càng to. Ví dụ như đứng ngoài bo này trên 20 giây thì đam nó sẽ gấp đôi, nhưng mà vẫn tanh bo được. Vẫn tanh bo được nha anh em nhá. Tanh được nhá. Có kỹ năng đấy, khiến EP nảy liên tục. Đấy, chúng ta phải tôi phải đốt cả hai thứ đấy, cả EP cả gọi là bình máu, anh em thấy không? Vẫn tanh được bo nha anh em nhá. Bo 6 vẫn tanh bo tốt, và bo này tanh bo tốt, bo 6, bo 7, bo 7 tôi nghĩ là vẫn tanh bo được. Đấy, đợi thì nó thu vào là bo 7. Đợi thì nó thu vào là bo 7 này. Đấy, ui rồi vẫn tanh được bo nha anh em nhá. Khi mà chúng ta dùng hết cái bình máu này thì chúng ta mới dùng cái bình máu xịn. Đấy, đấy, ui rồi bình máu xịn này. Tăng này, tăng phát đầy ự luôn. Ui, tăng phát đầy ự luôn. Fail anh em. Đấy, tăng phát đầy ự luôn. Đấy, tăng phát đầy ự luôn. Nào, bu pha nữa này. Ui ôi, thật xong rồi. Và không không có con ma sim không tanh được anh em nhé. Phải có con ma sim để bơm máu nhanh hơn. Nhưng mà chúng ta sẽ có bơm một phát là đầy ự bình máu luôn là có thể tanh được. Ok, thì đó là cái phần mà test tanh bo của mình dành cho anh em. Thì như vậy là anh em đã nắm được thông tin rồi. Cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Real Gaming, đừng quên để lại bình một like và subscribe được đẹp trai và được xinh gái. Em bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye.